Xin chào. Hải Diều. Người ta biến cái máy của một cái con đập bình thường thành một cái nơi để có thể là vui chơi, thả diều, đi picnic, đi cắm trại. Rồi xin mời đoàn mình qua bên đây nè. Hiện tại đoàn của chúng tôi đang ở trên một cái nóc của một cái con đập tên là đập Marina. Đẹp lắm, đi ra ngoài này nè, ngoài này đẹp lắm. Yeah. Hiện tại đang là 2 giờ chiều thì trời nó cũng khá là nắng, nhưng mà chính vì nắng như thế này đây đó thì chúng ta mới có đủ sáng để mà cho ra những cái tấm hình đẹp tuyệt hảo luôn. Marina Barrage. Ê, hey, chị Hồng Ly. Hello. Xong rồi là nhà mình 1, 2, 3 đó, tóc váy lên dậy nó mới đẹp. Chỗ này nó có gió, váy nó mới bay cao được. Mấy chị mà quay trốn hết trơn rồi. Trời ơi, dân chơi mà sợ nắng hả? Dân chơi mà sợ nắng sao? Hiện tại Tân Thành đang đứng ở trên một cái nóc của một cái con đập tên là đập Marina. Thì đây là một cái công trình là điều tiết nước của Singapore. Dạ, ở phía trước của Tân Thành đây là một cái hồ chứa nước tên là hồ chứa nước Marina. Đây là cái hồ chứa nước thứ 15 trong tổng số 16 cái hồ chứa nước tại Singapore. Dạ. Thì cái hồ chứa nước Marina này là nó chiếm 1/6 diện tích của cả đất nước Singapore này luôn. Dạ. Và nó giúp nhiệm vụ là điều tiết nước cho 3 cái con sông và 2 cái con kênh. Thì 3 cái con sông đó tên là Singapore, sông Cá Lẳng và sông Gây Lăng. Mình có nghe nói cái chữ Gây Lăng này có quen thuộc không? Gây Lăng là một cái nơi mà cháo ếch nổi tiếng ha, Lô Rong 19, Lô Rong 9 và Lô Rong 29. 3 cái nơi này cháo ếch chất lượng là tương đương nhau. Ok, nhưng mà Tấn Thành thì Tấn Thành thích Lô Rong 19 hơn. Gây Lăng cũng là cái khu vực có rất là nhiều người Việt Nam mình sinh sống, bất hợp pháp cũng có mà hợp pháp cũng có luôn. Dạ. Thì đó là tên của 3 cái con sông. Còn lại 2 cái con kênh đó là con kênh Rocker và con kênh Stamford. Stamford tức là tên của một cái nhân viên quản lý thuộc công ty Đông Ấn nha. Ông này là năm 1819 á, có công là khai phá là Singapore hiện đại như ngày hôm nay. Và đoàn Tấn Thành hiện tại là không ai nghe thuyết minh hết trơn luôn. Lo đi chụp hình thấy rồi. Rất là đẹp nha. Khi mà chúng ta trên đây thì chúng ta có thể thấy được toàn cảnh của Singapore, panoramic view of Singapore. Đây nha. Hiện tại ai đang xem thả tim thả like đi. Trời ơi, các bạn mà đứng đây giờ này không biết các bạn có thể cầm cái máy quay được giống như Tấn Thành hay không. Vừa mỏi tay mà trời nó nắng 33 độ. Đây ở phía xa xa đoàn của chúng ta, đây chúng ta có thể thấy cái tay ngón tay của Thành phía xa xa đoàn chúng ta, đó là Batam, Indonesia. Và trưa ngày mai Thành sẽ đưa đoàn chúng ta qua check in đảo Batam. Thì từ Singapore này đi qua bên Batam là 20 cây số nha. Và nếu chúng ta đi bằng tàu thì mất 1 tiếng đồng hồ. Đây nhá, ở phía trước mặt của mình là có một cái con đập, nó cắt ngang phân tách giữa nước biển và nước ngọt. Thì ở đây nó có tổng cộng là 9 cái cửa xả. Cái cửa xả này từ tiếng Anh gọi là The Crest. Crest, chữ C, chữ R, chữ E, chữ S, chữ T. Dạ, khi mà nước ở trong cái con đập này đấy mà dâng cao lên á, thì cái cửa xả này nó sẽ ngã xuống. Nó ngã xuống trong trường hợp là nước ở bên trong cao và nước ngoài biển thấp thì nó mới ngã xuống. Còn trong trường hợp mà nước ở ngoài cao mà bên trong cũng cao luôn thì sẽ như thế nào? Làm sao mà ngã xuống được? Vì ngã xuống là nước biển nó sẽ tràn vô trong. Cho nên trong trường hợp mà trong cao ngoài cao thì người ta sẽ kích hoạt cái hệ thống máy bơm thực mạnh. À, bơm nước từ ở trong ra bên ngoài. Thì khi mà bơm nước từ trong ra bên ngoài như vậy đấy là nó sẽ giúp cho những cái khu vực thấp cạn của Singapore, đặc biệt là khu vực mà chỗ Gây Lăng đấy, khu Chinatown là khu vực rất là thấp, có thể là không có bị ngập đấy. Rồi. Anh nói vậy các bạn nghe có nhanh quá không? Ai đang xem thả tim thả like đi. Này là đi du lịch qua Facebook. Ơi xin chào.
Hello. Các vị khách quý không ngại nắng. Ở phía mặt của đoàn chúng ta đây, phía trước mặt đây là trung tâm tài chính mới, the new district, the new financial district of Singapore. Sau khi tham quan chỗ này xong thì đoàn chúng tôi sẽ về khách sạn. Khách sạn tên là Chancellor at Orchard, kế bên phủ tổng thống nha. Và chiều nay chúng tôi sẽ đi ra ngoài đảo Sentosa chơi và xem chương trình nhạc nước Wings of Time.